Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh, năm 2023, năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2026. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, trong nước nền kinh tế dưới tác động của nhiều yếu tố bất lợi khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và dưới sự lãnh đạo chủ động sát sao của tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được thành tựu phát triển đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực và là điểm sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế quốc dân. Trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế xã hội ổn định, tiếp tục đà phục hồi nhanh, vững chắc hơn. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2023 đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,05%, xếp thứ 7 trên 63 địa phương trong cả nước. Các cân đối kinh tế lớn và tiềm lực của tỉnh tiếp tục được củng cố vững chắc. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng công nghiệp, đô thị được đầu tư đồng bộ. Kính thưa các quý vị đại biểu, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 41 báo cáo tờ trình, trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích những nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra của kế hoạch 5 năm. Đồng thời cũng xem xét báo cáo công tác năm của các cơ quan liên quan và các báo cáo về tài chính ngân sách, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, quốc phòng an ninh, đối ngoại, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Và cũng tại kỳ họp này, Hội đồng tỉnh sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư một số dự án lớn, cơ chế chính sách có tác động quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng để Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành giải trình về các vấn đề có liên quan và trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trong các kỳ họp thường lệ năm 2023. Nghe Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri và thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023. Từ toàn thể kỳ họp, với khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân, các ngành có liên quan đã tích cực chủ động phối hợp trong công tác chuẩn bị. Tài liệu trình kỳ họp đã được kịp thời gửi tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời Thường trực Hội đồng tỉnh đã chuẩn bị các gợi ý thảo luận gửi đến các vị đại biểu. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, để Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, vì sự phát triển chung của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri. Tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại kỳ họp, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18. Theo đó, tại 12 điểm tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh đã có trên 1.900 cử tri tham dự với 86 lượt cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị về các lĩnh vực chủ yếu như nông nghiệp và phát triển nông thôn, đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng, giao thông, vận tải và thủy lợi, chế độ chính sách và an sinh xã hội. Đồng chí Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2024 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Nội dung chi tiết của kỳ họp, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.